Cảm ơn bố và mẹ mình đã đến video tiếp theo của mẹ bé Thủy Thảo. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mẹ bé Thủy Thảo tìm về top 3 dòng chỉ sống dô răng dành cho bé yêu nhà mình nha. Hiện nay các bệnh về răng miệng cho trẻ em nhà mình thường rất là hay gặp, đặc biệt là với các bệnh như là sâu răng, sốn răng, viêm lợn, viêm tủy, hoặc là với những cái bệnh như là viêm loét răng miệng. Nếu như không được phát hiện kịp thời, nó có thể ảnh hưởng tới răng miệng của bé nhà mình khi trưởng thành. Chính vì vậy các bậc phụ huynh nhà mình nên có những kiến thức cơ bản về răng miệng để có thể phòng tránh cũng như là điều trị kịp thời cho các bé yêu nhà mình. Sau đây là một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng sâu sốn răng miệng ở trẻ. Nguyên nhân thứ nhất là do các mảng bám tích tụ lâu ngày trên răng miệng của con, đặc biệt là với những em bé nhỏ chưa thể tự vệ sinh răng miệng cho em bé nhà mình được, hoặc là em bé nhà mình đánh răng không đúng cách dẫn tới các mảng bám trên răng miệng của con cũng như thức ăn thừa không được làm sạch và tích tụ lại. Nguyên nhân thứ hai là do trẻ đang trong giai đoạn mọc răng và đây là một trong những giai đoạn nhạy cảm nên níu lợi của các con nhà mình rất dễ bị tổn thương. Nguyên nhân thứ ba là do chế độ ăn không hợp lý. Phụ huynh thường cho con nhà mình ăn những thức ăn có quá chứa nhiều đường, ví dụ như bánh kẹo hay những đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh, dẫn tới làm tình trạng tổn thương niêm mạc miệng của con cũng như là men răng của bé. Cách phòng ngừa những bệnh răng miệng cho trẻ nhà mình, các cha mẹ nên hướng dẫn con nhà mình đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ với bàn chải đánh răng và kem đánh răng phù hợp với bé, kết hợp thêm những cái dòng xịt sống sau răng cho con. Và dưới đây là top 3 dòng xịt chống răng tốt nhất cho em bé nhà mình nha. Thứ nhất là xịt chống răng Make It. Đây là một trong những dòng xịt chống răng có hương nho thơm dịu với thành phần chính là DC được bào chế từ lòng đỏ trứng gà và kết hợp thêm tinh dầu thương nhu tía, an toàn và lành tính dành cho bé nhà mình từ 12 tháng trở lên. Thứ hai là dòng xịt chống răng Bella Star, vẫn là hương nho thơm dịu dành cho bé yêu nhà mình. Đặc biệt với bạn này có thành phần chính từ Seagot được chiết xuất 100% từ tự nhiên. Đặc biệt với bạn này còn kết hợp thêm tinh chất lá trà xanh và tinh dầu hương nhu tía và dành cho bé nhà mình từ 12 tháng trở lên. Thứ ba là xịt chống răng Golgi với hương kẹo trái cây thơm ngon và thành phần chính là từ Seagot, DC chiết xuất trà xanh, đinh hương và tinh dầu hương nhu tía dành cho bé nhà mình từ 12 tháng trở lên. Xịt chống răng có tác dụng như làm sạch khoang miệng, làm thơm và khử mùi hôi miệng, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong khoang miệng, hỗ trợ làm giảm và ngăn ngừa tình trạng sâu răng, viêm lợn, mảng bám răng, giúp cho răng chắc khỏe. Cách sử dụng thì rất là đơn giản và tiện lợi nha các ba mẹ. Ba mẹ chỉ cần lắc đều chai và đồng thời xịt lên toàn bộ bề mặt răng và khoang miệng của bé. Xịt sau khi ăn và trước khi đi ngủ cho em bé nhà mình. Đặc biệt là các ông bố bà mẹ mình có thể xịt cho em bé nhà mình khi mà vệ sinh răng miệng cho em bé nhà mình xong thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho em bé nhà mình. Chúc các bé yêu nhà mình có một hệ răng miệng chắc khỏe. Cảm ơn các ông bố bà mẹ đã theo dõi video của nhà em. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo nha.